năm mới năm me, cái việc dắt xe cứ để em nghe. Em xin được chúc cả năm sung túc, gia đình hạnh phúc, khỏe như bò húc. Đông cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắp cho chặt phú quý, chúc mừng xuân Canh Tí, vạn sự như ý. Chúc cho mọi người sức khỏe dồi dào, không lo bệnh khớp, chẳng sợ đại tràng, bệnh gút rời xa, tiêu hóa ổn định, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, nụ cười vui vẻ, tiền bạc mạnh mẽ, mọi điều suôn sẻ. Giao hàng đúng lịch, phục vụ tận tình, làm việc hết mình, ăn chơi linh đình, 2020 đại hán. Xuân Canh Tí đã đến rồi, tôi đây cảm xúc bồi hồi biết bao, chả biết chúc gì thanh tao. Chúc cho máy móc lúc nào cũng on, server hoạt động ok, hacker virus hết đường tấn công. Năm mới Tết đến, rước lộc vào nhà, ý tưởng đột phá, doanh số vươn xa. Chúc cho mọi người xuân sang đắc lộc, quà cáp bao la, nhà nhà no đủ, già trẻ gái trai sung vầy hạnh phúc, cùng chúc năm xuân. Một năm hì hục làm ăn, ngẩng đầu Tết đã ùn ùn đến chân. Mừng ngày đông đã sang xuân, em kính chúc sếp muôn phần bội thu. Năm mới chúc mọi người tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau, hai cái gặp nhau chui vào két sắt. Một phần mua đất, một phần mua vàng, vẫn còn sông xanh ta đi du lịch. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Mới xin chúc tiền vào bạc tỷ, tiền ra di dĩ, đồng vui hoan hỷ, sức khỏe bền bỉ, luôn cười hi hí, khách hàng yêu quý, vạn sự như ý, cung hỷ cung hỷ. Xuân này khác hẳn xuân xưa, nhân sự ổn định say sưa miệt mài, cùng nhau tìm kiếm nhân tài, ổn định bộ máy tâm bình chúng ta, tập trung đột phá vươn xa, cuối năm thưởng lớn cả nhà vỗ tay. Xung vầy, chúc mừng năm mới 2020. Năm mới Tết đến, dư thân vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài, gia trẻ gái trai xung vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc, gặp đến quan năm an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Giao hàng đúng lịch, phục vụ tận tình, làm việc quên mình, làm việc ăn chơi linh đình. Chị mẹ nào? Máy.
Nói đi. Nói à? Máy nó nói. Năm mới năm me, cái việc dắt xe cứ để em nghe. Đây, nhìn vào đây cơ mà. Rước lộc vào nhà. Ý tưởng đột phá. Cái gì đó? Năm mới Tết đến, rước lộc vào nhà. Một, hai, ba. Xuân Canh Tí đã đến rồi. Tôi đây cảm xúc bồi hồi biết bao. Quyền mẹ rồi. Chẳng biết chút gì. Máy. Đang chờ. Thôi máy, máy nói, máy thì nói. Một, hai, ba. Tập trung đột phá vươn xa. Cuối năm thưởng lớn cả nhà vỗ tay. Thôi vỗ tay trước rồi. Lại. Lại. Một, hai, ba. Chúc cho mọi người sức khỏe dồi dào, không lo bệnh vút, chẳng sợ đại tràng. À, cái gì? Không lo bệnh vút, chẳng sợ đại tràng. Đông cho đầy hạnh phúc, giữ... Nhầm rồi, đọc sai rồi. Một, hai, ba. Nó đến rồi không nói à? Thế à? Ừ.